mờ mờ đó ta. Có cái tay gì vô đâu hết mờ. Ít bữa nữa mời bà qua khai trương chụp hình chụp kiểu các kiểu tháng nữa lần em ngày 1/6 á, biết ngày nữa em ở đây không? Xí ăn cơm luôn Trang, ăn cơm rồi về chứ bà về làm chi? Thì về ăn ở đây ăn miếng rồi về thôi, chứ con nít thì ở nhà đi đâu mà lớn rồi ai ăn miếng chứ mấy. Còn xí nữa ông bi em chở đi coi rồi tụi hắn chơi với nhau cần gì làm như là hắn 3 tuổi, 3 tuổi mới lòi. Thích nặng mụn đen đen gì đó. Một cái mụn nó ít kìa. Chị giữ lại vừa rồi kim nhỏ cả đóng luôn á cha, vừa rồi chị tiêm 4 xe cho nó đó. Thấy Dương với rảnh cười đó. Tại vì thấy cái mặt bạn nhỏ rồi tiêm bao tóc gì nữa, chó tóc luôn. Trên hình mà cam thường nó hay bị bè cái mặt ra lắm. Bằng tuổi không? Dạ, sao mấy mấy đứa này nhỏ xí luôn đó chị. Nhỏ xí mà nhìn lớn quá à. Thì đúng rồi, mình già lắm rồi mà. Còn 992K không? Trang, Trang già rồi Trang. Chị cũng già đanh rồi. Chị là quá già luôn chứ không phải. Xăm thì tê chứ còn cái này đâu cần nữa. Tâm lý rồi. Đồ biết luôn. Cục cơm.
khoai tây, bữa nay ông lý lộn lại dễ sợ luôn. Ôi hắn họ ba mà không nói lại hắn luôn mà. Ý là hắn nói là ba hắn kiểu như cứng họng luôn, kiểu như là ông nói hắn là không được xem YouTube đồ này kia đồ mấy cái nước kìa. Cái con không có con bằng tuổi con lớn như chị đi gôn rồi mới được coi. Cái vì răng ba hắn kêu thì cái này dành cho cái tuổi nó với tụi con không nên xem nữa. Cái kêu rớt răng chị đỡ xem được à, mà con xem được tuổi chị đỡ cũng cỡ con. Ba hắn không nói là cái kêu chị đỡ đâu cũng đâu được xem đâu mà đỡ lén. Cái không, chị đỡ xem bình thường nhưng không có lén. Nói chung là nói là ba bữa nay lý luận lại nói là ba hắn khỏi không nói lại được luôn. Nói chung là ông không nói lại được. Kiểu như là ông phải biện hộ cho ông. Người đã xiên mọi ngày có ra tiếng hay tiếng mình không có tiếng mồn. Phía bên kia luôn chứ. Xí thôi, bên kia lại xí thôi.
không? Em xin môi, nếu em đó có điều. Nghĩ là cái kiểu đó luôn. Chị đoán đoán là hắn sẽ ra nha. Nhưng mà đừng có tim cầm nữa nghe. Mặt em dài rồi, đừng có tim cầm. Được rồi.